Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Kính thưa quý đạo hữu, việc người xuất gia tu học chọn một chú xứ để tu tập, tức là chọn một cái nơi để tu tập, chọn một vị thầy để tu học, nó quyết định cho cái kết quả thành tựu của mình. Và người Phật tử cũng thế, chọn chùa để tu học, tức là nó có hai phần chú xứ và người thầy dạy, tức là nơi ở và nơi học ấy ạ. Thế chú xứ và người thầy để dạy cho mình tu là vô cùng quan trọng. Thì thực mà cái chú xứ ấy, nó cũng có tính chất rất là quyết định. Ví dụ như là chúng ta ở học ở một cái nơi nào đó nó yên tĩnh, ví dụ đi học ngoài đời ấy, nó yên tĩnh thì học nó sẽ, kết quả nó sẽ cao, phải không? Nếu mà trường học lại xây gần với lại cái chỗ mà nó nơi lò mổ ấy, thì liệu có học sinh có học được không? Suốt ngày ví dụ như là lò mổ, nhưng không tính cái lò mổ công nghiệp nhé, lò mổ mà cái tiếng trâu tiếng bò nó hét ấy, thì có được không? Không được, phải không? Trên chọn cái nơi học cũng phải đủ cái không gian yên tĩnh cho cái người học học sinh ấy, hoặc là lại chọn ở một cái nơi mà nó luôn luôn có những cái gọi là lễ hội tưng bừng ấy, thì học sinh là cứ nhao tâm ra đấy thôi thì không học được, phải không? Thế cho nên cái trú xứ, tức là cái chỗ ở để cho mình học, đối với người tu là vô cùng quan trọng, đối với người xuất gia. Thế thì người tại gia chúng ta cũng thấy cái môi trường mà cái chỗ mà chúng ta tu tập, hội chúng chúng ta tu tập, cái chùa mà chúng ta chọn tu tập cũng vô cùng là quan trọng. Ví dụ như là chùa đấy mà gần cái chợ, phải không? Hoặc là gần cái chỗ nào đó mà Phật tử thì được có một ngày tu về chùa nhưng tâm nó vẫn gắn liền đến cái chợ, thì nó có khó tu không? Khó tu, phải không? Đấy là chú xứ và người thầy dạy đạo là hai vấn đề mà Đức Phật đặt lên đầu khi chúng ta chọn để chúng ta tu. Cái hôm nay chúng ta đã được tụng bài kinh ngày hôm qua, đó là bài kinh Đức Phật dạy cách chọn chú xứ, chọn thầy để tu học. Bài kinh với cái tiêu đề mà mình trích soạn từ nguồn kinh Khu rừng do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt ở Tạng Kinh Nam Truyền Trung Bộ Kinh trang 197 204 nhé. Được trích soạn từ cái bộ kinh này. Tâm Trí Văn Quán xin đọc văn kinh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở thành Xá Vệ, tại tịnh xá Kỳ Viên, vườn ông Cốc Cô Độc. Tại chỗ ấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Chư tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi pháp môn về khu rừng, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống tại một khu rừng nào? Tỳ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chư tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ: Ta sống tại khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, không được an trú. Tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ. Vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt, không được chứng đạt.
và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Này các tỳ kheo ấy phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm suy niệm được như vậy. Tâm Chí Hoàn Quán xin dừng lại ở chỗ này để chúng ta cùng chia sẻ. Tâm Chí Hoàn Quán xin chia sẻ phần cuối cùng trước, đó là ngay lúc ban ngày hay ban đêm suy niệm được như vậy thì phải từ bỏ cái khu rừng đấy. Khi mà suy niệm được những điều bên trên, nếu suy niệm vào ban ngày thì cũng phải từ bỏ ngay lập tức khỏi cái khu rừng ấy vào ban ngày. Nếu suy niệm mà hiểu được ra cái điều này vào ban đêm thì cũng phải từ bỏ cái khu rừng ngay vào ban đêm. Tức là nó có tính chất ngay lập tức, tức khắc nhé. Thế còn tức khắc khi chúng ta suy niệm ra cái gì, giờ Tâm Chí Hoàn Quán xin phân tích. Khu rừng thì nó đại diện cho là cái nơi ở để tu tập đấy nhá. Tâm Chí Hoàn Quán nhắc lại, nơi ở để tu tập, cái nơi mà chúng ta người xuất gia thực hành pháp và người tại gia chúng ta cũng thực hành pháp, là cái nơi chúng ta tu tập. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Nơi để chúng ta tu tập thôi. Đó. Thế thì các niệm ở đây nói đến là các niệm chưa được an trú, không được an trú, thì ở đây gọi là niệm gì chưa được an trú mà lại không được an trú, thì ở đây niệm viễn ni các dục. Cái người tu ấy, thì người ta phải an trú ở trong cái niệm là được viễn ni các dục. Ví dụ như Phật tử chúng ta cũng thế, khi chúng ta thực hành giới là chúng ta viễn ni dần các dục đấy, phải không? Các dục tham, phải không? Các dục tham, các dục sân là chúng ta được viễn ni. Thế thì đối với người xuất gia thì người ta an trú ở trong cái rừng này thì người ta phải được viễn ni các dục. Các cái niệm mà chưa được an trú, tức là người ta chưa được an trú trong niệm viễn ni, giống như người đại gia của mình đã được an trú trong niệm viễn ni đâu, đã được an trú trong niệm xuất gia đâu, phải không? Chúng ta là chưa được an trú trong niệm xuất gia, nhưng các thầy là phải được an trú trong niệm xuất gia, rời xa đời sống người tại gia, rời xa hẳn cái đời sống của người tại gia. Mắt không nhìn thấy cái đời sống của người tại gia, tai không nghe những cái lời nói của người tại gia thì chúng ta mới an trú được ở trong cái đời sống xuất gia, phải không? Đấy, thân không xúc chạm những việc của người tại gia thì chúng ta mới bắt đầu đi cái bước chân đầu tiên là an trú trong niệm viễn ni. Viễn ni các cái tham cầu dục lạc, phải không? Viễn ni những cái dục lạc ở thế gian. Đấy là đầu tiên là người ta phải an trú trong niệm viễn ni. Ở trong Phật Pháp thì có niệm viễn ni. Thì khi chúng ta thực hành cái niệm viễn ni thì đầu tiên là viễn ni các bất thiện pháp. Đấy, viễn ni các dục mà. Thì các dục của nó là ưa muốn ham thích. Đấy, thì bắt đầu người ta bắt đầu viễn ni, xong rồi người ta mới xuất ni, thì bắt đầu người ta thực hành thiền định, người ta mới xuất ni được cái tâm ngủ ngầm ham muốn đó, phải không? Thế rồi người ta đoạn tận được cái tâm đấy. Cho nên là ba cái niệm mà người xuất gia cần phải có được, đó là niệm viễn ni, niệm xuất ni và niệm đoạn tận. Đấy, rồi trong cái niệm đấy thì nó lại còn rất nhiều cái pháp để có thể thành tựu được cái niệm đó. Thế thì nếu mà ở cái khu rừng này mà anh không an trú được ở trong cái niệm viễn ni, mày suốt ngày ở trong cái rừng này thấy nam nữ nên du lịch xong nghỉ ngơi xong lại chơi bời đấy, thế thì ở tại gia rồi, phải không? Chúng ta luôn luôn mắt phải thấy xác rồi. Thời Phật tại thế là các ngài đi xuống khất thực, xong sau đó quay trở về rừng, khu rừng tĩnh lặng để các ngài tu, không có xúc chạm với việc đời, phải không? Thế thì ở cái nơi này người xuất gia là phải ở cái khu rừng đấy, là nó phải thực hành được các pháp viễn ni. Những pháp nào chưa được viễn ni thì ở nơi đó chúng ta được viễn ni, phải không? Đó. Rồi tiếp nữa, ở khu rừng đó tâm tư chưa được định tĩnh, lại không được định tĩnh. Ví dụ như ở cái khu rừng đó nó lại rừng rậm quá, nhiều thú dữ quá, nhiều rắn độc quá, nhiều rết độc quá, nhiều muỗi mòng, toàn là muỗi, gọi là muỗi độc quá, nó đi vào rừng ngồi xuống con lơ bô nó cắn đen xì ra, phải không? Rồi nhìn đằng trước rắn đằng sau hổ vồ lại suốt ngày như thế, thì tâm mình nó chưa định tĩnh thì mình ở đấy nó cũng không định tĩnh lên được,
lúc nào cũng lo lắng sợ hãi thì nó không định tĩnh được, phải không? Hoặc là một cực đoan nữa, lại không có một tí muỗi nào, lúc nào cũng ngồi trong cửa lưới phòng điều hòa, phải không? Rồi thì nó cũng không có những cái bóng đêm rừng rậm để chúng ta tu một chút, cái tâm hoảng sợ chúng ta không dứt đi được. Nó lại không có một loại con độc nào, không thấy rắn, không thấy rết, không thấy muỗi. Thế thì tu thế nào được? Thì tâm mình vẫn còn sợ hãi bóng tối, sợ hãi những trùng độc, sợ hãi muỗi mòng, sợ hãi nóng, sợ hãi lạnh. Nếu mà chúng ta ở khu rừng đấy mà nó lại không có những sợ hãi đấy, thì chúng ta lấy gì để tu, để dứt trừ được cái sợ hãi ngủ ngầm trong tâm chúng ta, phải không? Thế cho nên hai cực đoan, một cái làm chúng ta không định tâm được để mà quán chiếu cái sợ hãi của mình, vì nó sợ có bỏ chạy rồi, nhìn thấy rắn bỏ chạy ngay rồi, tức là con này đuổi con kia đuổi, giống như chúng ta đang bị hổ đuổi ấy, thì làm sao chúng ta định tĩnh được, phải không? Thì chúng ta có nhìn thấy con hổ, nhưng phải nhìn thấy nó hổ ở trong lồng cơ, thì chúng ta mới bắt đầu mới dần dần chúng ta mới tiến gần lại nó được, phải không? Ví dụ như con rắn chẳng hạn, chúng ta chưa thấy rắn bao giờ mà bây giờ nhìn thấy khoảng chục con rắn nó đi chỗ này thấy rắn, đi chỗ kia thấy rắn, thì có khi ngủ mơ cũng thấy rắn rồi, phải không? Thì sợ quá không thể nào làm được. Thế nhưng mà chúng ta thỉnh thoảng thấy một con rắn thì tâm chúng ta vẫn yên, và khi thấy con rắn là chúng ta sẽ định tĩnh, chúng ta đối trị được với nó, phải không? Tức là một cái không có bao giờ thì cũng không tu được, một cái nhiều quá cũng không tu được, mà nó phải ở trung đạo vừa phải. Một cái mà suốt ngày điện sáng choang, đi đâu điện đến đấy, thì làm sao mà có gì để tu, phải không? Trong cái tu nó phải có cái tưởng sợ hãi, thì chúng ta mới làm chủ được, chúng ta mới đoạn trừ được cái tưởng sợ hãi đi. Thì nó phải có bóng tối, nó phải có rừng, nó phải âm u, nó phải có độc cư, thì mới có thể thực hành được, phải không? Chứ không có nó thì lấy đâu ra thực hành. Thế cho nên là ở trong khu rừng này, đối với tâm chưa định tĩnh mà không được định tĩnh, không đạt được cái tâm định tĩnh, thì cũng chúng ta cũng phải từ bỏ mà đi ngay nhé. Đấy. Ý tiếp, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ, tức là ở cái rừng này mà các cái lậu hoặc nó không đoạn trừ được thì chúng ta cũng không ở. Thì ở đây Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng xin trích lại lời sư phụ, cũng như là đã giảng nhiều về các lậu hoặc rồi. Tâm Chiếu Hoàn Quán xin đọc. Lậu hoặc chính là những tham sân si mạn nghi tà kiến, bao gồm thành kiến, thiên kiến, định kiến và lòng ích kỷ, là những ý nghĩ ác độc hại người lợi mình. Đấy, lậu hoặc nó như thế. Gồm có ba là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Dục lậu là tất cả những ham muốn đắm say của cải vật chất, những thù hận hay thú vui, đam mê, tình ái, sắc dục, ngũ trần. Đấy, nếu như chúng ta ở khu rừng đó mà vẫn làm cho chúng ta đắm say của cải vật chất, rồi đắm say những thú vui, đam mê, tình ái, sắc dục, ngũ trần. Ví dụ ở trong khu rừng đấy suốt ngày thấy nam thanh nữ tú người ta đi lên, người ta đi du lịch, phải không? Mình cũng ở trong đấy thì làm sao mình không đắm say được hả? Thế rồi trong cái chú xứ ở cái ngôi chùa đấy mình vẫn thấy nam nữ đến nó suốt ngày tình ái, thì làm sao mà mình không tiếp xúc với những cái dục lậu đấy mà tâm của mình nó không khởi lên, phải không? Rồi hữu lậu đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dục giới hay dục cầu cũng tương tự như dục lậu. Còn sắc hữu và vô sắc hữu là muốn nói nên sự ham mê, mong muốn được chứng đắc các tầng thiền để thọ hưởng lạc như hỷ, lạc xả. Tức là khi tu tập đến một mức độ nào đó rồi thì người ta cũng có được cái an lạc trong thiền. Thế nhưng mà nếu ở cái khu rừng đó mà lại không có cái gì cho chúng ta tu tiếp nữa, chúng ta lại cứ an lạc ở trong các cái tầng thiền đó, thì chúng ta cũng không lên. Ví dụ có những người người ta tu ấy, người ta không đối diện với lại những cái sợ hãi, cái tâm sợ hãi kia đâu, người ta vẫn vào được các cái tầng thiền. Đấy, người ta vẫn vào được những cái tầng thiền. Thế thì vào cái tầng thiền đấy rồi thì người ta không tu tiếp nữa, nó tâm vẫn còn sợ hãi, không ở trong khu rừng, không có gì tu để đối trị tâm. Thế là cứ tu buông xả là được thôi. Thế nhưng mà không đối trị được với những cái tâm kia. Nhỉ? Rồi kiến lậu. Kiến lậu là cái nhìn sai lệch, những cái tư tưởng sai lệch không đúng với sự thật. Người ta gọi là tà kiến đấy. Đấy. Cái này đưa đến tranh chấp để bảo vệ quan điểm riêng của mình.
Kiến nậu gồm những sự cố chấp, xuẩn động, dễ đưa đến hỗn loạn, chiến tranh, thù hận, làm tổn thương đến giá trị tinh thần, lòng nhân ái. Dục lậu, hữu lậu gây phiền não tâm, còn kiến nậu thì gây phiền não trí. Kiến nậu như chúng ta nói là cái người mà nó cứ chấp chấp thủ cái ý kiến của mình ấy, nó đưa đến những cái gì mà đấu tranh đau khổ đấy gọi là kiến nậu nhé. Tức là lậu tức là cái sự dò dỉ ra đấy, nó dò dỉ ra, nó từ trong tâm của mình ấy, nó từ trong trí của mình ấy, nó đưa đến đau khổ cho mình và đau khổ cho người nhá. Thế còn vô minh nậu là thứ tư, là trạng thái. Vô minh thì chúng ta dễ hiểu rồi. Vô minh là trạng thái không rõ biết về sự thật của vạn vật, không biết được sự thật về kiếp sống nhân sinh, không biết được sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ và cách giải quyết khổ và chỗ diệt hết khổ an vui. Thì chúng ta cứ nói là không rõ biết về tứ diệu đế, về bốn chân lý nhé, bốn sự thật. Đấy là vô minh nậu. Đó. Thế thì khi mà chúng ta ở cái khu rừng này, chúng ta hoàn toàn không có thể mà đoạn trừ được các cái lậu hoặc này, thì chúng ta phải từ bỏ khu rừng này, từ bỏ cái chỗ tu tập này, cái chỗ ở tu tập này, để chúng ta đi đến chỗ khác, đi ngay. Thấy nhá, không đoạn trừ được sự tham của mình, cái tham dục của mình, không đoạn trừ được những cái coi như là cái chấp thủ của mình. Ví dụ chúng ta đến cái khu rừng này, chúng ta thấy nó lúc nào quanh năm nó cũng mát mẻ, phải không? Bốn mùa nó trời cũng không rét lắm, trời cũng không nóng, nó cứ mát mẻ dễ chịu. Chúng ta chấp thủ luôn vào cái chỗ ở đấy. Thế rồi nó sinh đến cái chỗ chúng ta đấu tranh với nhau, phải không? Tham chấp vào, đấy cũng không được, nó phải từ bỏ. Thế rồi chúng ta ở đấy, rồi chúng ta sinh ra cái tà kiến. Ví dụ như ở đấy chúng ta cứ thấy là sáng nào cũng thế, chiều nào cũng thế, nó không có cái gì thay đổi làm cho chúng ta không quán pháp được nhá. Chúng ta không thấy cái sự vô thường, không thấy biết được, không quan sát làm chúng ta không quan sát được vô thường. Hả? Chúng ta cũng không thấy được các cái sự khổ, chúng ta cũng không thể quán chiếu được các cái nguyên nhân của khổ, chúng ta không tăng trưởng được cái đó, thì chúng ta cũng phải từ bỏ để đi. Thế rồi những vật dụng cần thiết cho đời sống một người xuất gia cần phải sắm đủ nhưng không có được. Ví dụ như y áo này, rồi thuốc men, chẳng may ở trên khu rừng đấy mà nó bị làm sao mà lại không đi cấp cứu được, chết luôn thôi. Thế thuốc men là không có được, phải không? Ví dụ ở rừng ấy nó xa quá, chẳng may là bị con rắn nó cắn hay là con gì hay nó làm sao, hay bị ngã rơi xuống mà nó lại không đi nổi bệnh viện, con đi ra khỏi rừng thì cũng chết toi rồi. Thế thì cái đấy là Đức Phật cũng bảo là không ở đấy được, phải dễ dàng trong việc khất thực. Tức là chúng ta đi khất thực rồi chúng ta về có thời gian để tu tập. Chứ nếu chúng ta ở xa quá, đi khất thực phải đi từ 1 giờ sáng đến 12 giờ trưa mới đến chỗ khất thực, xong rồi về từ 12 giờ trưa đến tận 12 giờ đêm mới về đến nơi ăn ấy, thì không được. Tức là khất thực nó không khất thực được dễ dàng, phải không? Đây là Đức Phật nói là khất thực dễ dàng, chứ không nói là khất thực được nhiều món ăn nhé. Khất thực dễ dàng tức là cái thời gian chúng ta đi từ khu rừng đó đến cái chỗ khất thực đủ để chúng ta có thể ăn uống nghỉ một chút rồi chúng ta lại phải tiếp tục tu tập nhé. Chứ nếu chúng ta đi suốt từ sáng đến trưa mới đến nơi thì không được nha. Đó, thì chỉ có suốt ngày nghĩ đến ăn thôi, coi như thôi ta ngủ một tí một tiếng dậy ta còn đi khất thực về ăn rồi ngủ một tiếng nữa lại đi khất thực, không tu được cái gì nha. Thế rồi những vật dụng mà kiếm được khó khăn thì như vậy thì Đức Phật nói là phải ra đi, không được. Thế và cái ý kinh thứ hai thì cũng như vậy, nếu ở khu rừng nào mà các niệm chưa được an trú thì không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh không được định tĩnh, các lậu chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt, và cái vật dụng mà được kiếm ăn một cách dễ dàng, tức là thuốc men được rất là dễ dàng, nhưng tất cả những cái kia trên nó không thành tựu, thì cũng phải từ bỏ cái đó mà đi. Bởi vì xuất gia không phải là vì miếng ăn, không phải chỉ vì miếng ăn khất thực dễ dàng, đồ mặc chỗ ngủ dễ dàng, được như ý, thuốc men trị bệnh được như ý mà chúng ta ở đấy. Nếu như
các pháp chúng ta không thành tựu được thì chúng ta không được ở đó nha. Đó là ý thứ hai mà Đức Phật dạy. Ý thứ ba Đức Phật dạy thế này: chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống tại một khu rừng nào, tỳ kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú tức là thành tựu pháp đấy, tâm chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ, được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt thì được chứng đạt. Nhưng những vật dụng cần thiết cho đời sống một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật này kiếm được một cách khó khăn. Tỳ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: ta sống tại khu rừng này, khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ thì được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt thì được chứng đạt. Nhưng những vận dụng cần thiết cho đời sống của một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn, khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì đồ ăn, khất thực mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì sàng tọa mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Cũng như vậy, cho đến cuối cùng là Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo ấy chỉ với suy tính này phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi. Nếu như mà chúng ta cũng khất thực được khó khăn, nhưng mà nơi đó vẫn viễn ni được, vẫn giúp cho chúng ta tu tập và vẫn có đủ thời gian để chúng ta tu tập, tức là cái khó khăn đó chỉ khó khăn ở mức độ vừa phải thôi. Tức là cái khó khăn ở mức độ vừa phải và đủ ở cái khu rừng đó chúng ta có thể viễn ni được. Nó không có những cảnh thế tục, nó không có những cái nỗi sợ hãi quá. Đấy, cái sợ hãi vừa đủ thì mới tu được, phải không? Đó, thế rồi nó phải có pháp. Ở đó chúng ta phải quán pháp được, tu được thì chúng ta dù khất thực khó khăn một chút nhưng chúng ta vẫn ở đấy chúng ta tu nhá. Thế đây là trường hợp thứ 3 rồi đấy. Thế còn trường hợp thứ 4 thì cũng như vậy, nhưng mà lại vừa ở khu rừng đó, tâm thì được định tĩnh, niệm thì được an trú, các cái nậu hoặc mà chúng ta đoạn được một cách dễ dàng rồi, các pháp chứng đạt thì chúng ta chứng đạt được đấy, vô thượng an ổn thì chứng đạt được đấy, và cộng với lại đồ ăn khất thực dễ dàng thì sao? Đức Phật dạy thế nào? Đức Phật dạy thế này: chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy phải ở lại khu rừng cho đến trọn đời, không được rời bỏ. Trọn đời, tức là ở đó sẽ thành tựu được cho mình, không được rời bỏ. Đấy, thế mà Đức Phật có lấy thêm: chư tỳ kheo ở đây sống tại một làng cũng như thế, đấy, sống tại rừng. Thì trong bốn pháp này chúng ta sẽ chọn hai pháp về sau. Tức là thành tựu được kết quả tu tập. Nhưng khất thực khó khăn thì chúng ta cũng phải ở lại cái làng đó để tu. Và nếu khất thực dễ dàng mà thành tựu được pháp, chúng ta cũng phải ở lại đó mà tu. Thế rồi tỳ kheo ở thị trấn cũng vậy, ở đô thị cũng vậy, ở quốc gia cũng vậy. Đấy, nếu như mà ở làng nào mà không thành tựu được pháp, chúng ta phải từ bỏ cái làng đấy. Ở thị trấn nào mà không thành tựu được pháp, chúng ta phải từ bỏ thị trấn đấy. Ở đô thị nào mà không thành tựu được pháp, chúng ta cũng khi quán được là không thành tựu được pháp cũng phải bỏ ngay. Ở quốc gia nào cũng thế, Đức Phật còn nói hẳn là quốc gia, nhưng ở cái quốc gia này mà người ta tu nó tà kiến quá, không có chỗ nào cho mình tu được như thế, rồi cái chú xứ của nó không đủ điều kiện để cho mình tu như thế, mình phải bỏ cái đất nước này đi đất nước khác tu. Đấy, lời Đức Phật là như thế đấy, hay không? Cái đạo hữu thấy rất là hay. Đó là phần thứ nhất của bài kinh này về chú xứ, còn phần thứ hai là về người, tức là về thầy và bạn đồng tu đấy. Thầy dẫn đường và bạn đồng tu. Tâm Chuyên Quán xin đọc ý thứ hai của bài kinh: chư tỳ kheo, ở đây sống gần một người nào, tỳ kheo sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh,
không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa hoàn toàn đoạn trừ, không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi ách phược, chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vận dụng này cần thiết cho đời sống mà người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chư tỷ kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: ta sống gần người này, khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú, không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn diệt trừ, không được hoàn toàn diệt trừ, vô thượng an ổn khỏi ách phược, chưa được chứng đạt, không được chứng đạt. Và những vận dụng này cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải sắm đủ như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh. Những vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy ngay trong phần đêm ấy hay ngay trong phần ngày ấy không phải xin phép, cần phải từ bỏ ngay người ấy mà đi, không cần theo sát người ấy. Chúng ta nhớ nhé, người này đây đang nói đến là một người thầy đấy, bảo hộ cho mình tu đấy. Mà sống ở cái người này mà chúng ta cái niệm chưa được an trú thì không được an trú. Ví dụ sống gần người này mà cái người thầy này mà không cho mình viễn ly các dục, phải không? Lại dạy mình danh vọng, tham cái danh, thì là mình không an trú được trong cái niệm viễn ly. Mình phải từ bỏ, không viễn ly được nhé. Phần tiếp theo là tâm chưa được định tĩnh, không được định tĩnh. Đấy, thì ví dụ sống gần cái người thầy này, chúng ta cũng không có thời gian để chúng ta được quán chiếu, hành thiền, theo dõi nội tâm của ta. Không dạy cho chúng ta những cái phương pháp mà chúng ta có thể quán chiếu để tâm chúng ta được an ổn, được định tĩnh, phải không? Đấy, làm cho tâm của chúng ta là tham dục cứ thế triền miên khởi lên, tức là chúng ta luôn luôn bị tâm nó nhao ra ngoài, nó không có cái thời gian mà quay tâm vào bên trong để mà theo dõi tâm, để cho tâm mình nó có phần định tĩnh, hiểu không? Khu rừng khác nhé, khu rừng rồi, khu rừng nếu như mà nó sợ hãi quá là tâm cũng không quay được vào trong, đúng không? Thế mà nó không có sợ hãi, tâm không quay vào trong, không thấy cái tưởng sợ hãi lên thì không được. Đấy là ở khu rừng. Còn đối với người thầy thì người thầy lại không cho mình một cái nhân duyên gì để cho mình có thể mà có được cái thời gian quan sát tâm mình, loại trừ cái bất thiện trong tâm mình, khiến cho tâm mình không định tâm được, không định tĩnh được, phải không? Đấy, tâm mình lúc nào cũng loạn, nên ở với người thầy là chỉ thấy tâm tham cầu thôi, phải không? Không bao giờ cho mình được cái sự xoay lại tâm mình cả. Thế nữa rồi thì các lậu hoặc như tham sân si, mạn nghi tà kiến, nó cứ thế là nó sinh khởi lên thôi. Ở mấy cái người thầy này, thầy tạo ra một cái môi trường tu tập cho chúng ta chỉ có tăng trưởng tham lên thôi, phải không? Tăng trưởng chỉ tham lam sân hận rồi đố kỵ, toàn tạo cho mình cái môi trường như tu thôi thì mình không thể tu được, phải không? Thế rồi ở mấy môi trường của người thầy này, để cho mình coi như là không trải nghiệm được, không trải nghiệm về tứ đế, không trải nghiệm được. Quý đại hữu, không trải nghiệm được. Ở Phật tử của chúng ta ở chùa ấy, chúng ta được tu bài số 8 ấy, hoàn toàn trải nghiệm về tứ diệu đế đấy. Luôn luôn phải quan sát cái khổ hiện tại, phải không? Đúng không? Bài số 8 đấy. Nguyên nhân của khổ do tâm gì? Cho nên chúng ta có việc là quan sát quả báo để biết được tâm mình, nghiệp của mình trong quá khứ để sám hối đấy. Quý đại hữu thế đúng không? Thế bài số 8 của chúng ta là một cái bài tu tập vận dụng những pháp mà chúng ta đã được học, được nghe, để chúng ta có lòng tin đối với tứ diệu đế, quán khổ trong hiện tại, rồi tư duy cái khổ, biết được cái nhân nghiệp của mình quá khứ là cái tâm gì, và quyết định là sám hối, tu tập, nghe pháp để tăng trưởng tri kiến lên, phải không? Rồi tư duy, rồi giữ giới để chúng ta đi trên cái con đường bát chính đạo. Đấy, có phải không có quý đạo hữu? Đó, thế thì chúng ta diệt vô minh chỉ bằng cách là làm cho chúng ta được trải nghiệm thực hành tứ diệu đế thôi. Phải không có quý đạo hữu? Đó, thế thì ở đây nếu như mà ở với người thầy mà lại không có cái duyên để cho chúng ta thâm nhập tứ diệu đế, thâm nhập tứ diệu đế, thì chúng ta cũng nên từ bỏ.
Đấy, ngày hay đêm, nhưng tức là trong cái phần tìm thầy thì cũng như ở khu rừng, nếu chúng ta không thành tựu được các pháp đó thì khi chúng ta quán được dù là ngày hay là đêm chúng ta cũng phải từ bỏ đấy, để đi ngay đấy. Thế còn ở đâu mà ở gần người này mà chúng ta niệm viễn ni của chúng ta được thực hành, chúng ta có cái tâm của chúng ta được xoay vào tâm, để tâm chúng ta được định tĩnh hơn, chúng ta đoạn trừ được các cái nậu hoặc và chúng ta có thể được cái an ổn, rồi chúng ta mới đến được vô thượng an ổn, thì chúng ta sẽ ở ở lại đó đến trọn đời, đến lúc nào chúng ta thành tựu rồi theo duyên để mà đi hoằng pháp đấy. Chứ nhiều người thì không ở đến trọn đời mà chỉ được có một chút kiến thức đó đòi đi hoằng pháp rồi, chứ chưa đạt được đến pháp an ổn đã đi rồi đấy, đã từ bỏ ngay rồi, thế là không đúng lời dạy của Đức Phật phải không? Tâm chiếu hoàn quán xin tổng kết hai cái ý này vào là một, tức là khi người xuất gia chọn được một cái nơi tu tập, một vị thầy bổn sư, vị thầy giáo thọ mà giúp cho mình được, mình có thể thành tựu được pháp, đó là tâm thì được an trú trong trong cái niệm viễn ni đấy, tức là các niệm chưa được an trú thì chúng ta được an trú trong cái niệm giải thoát đấy, là chúng ta cứ thế chúng ta tăng trưởng cái niệm viễn ni, xuất ni, rồi đoạn tận ấy đi nhé, đoạn tận các dục ấy đi. Thế rồi chúng ta trong cái niệm này là cái niệm đầu tiên, thế xong rồi đến cái phần là tâm định tĩnh thì chúng ta mới trú được ở trong cái niệm đó phải không? Tâm chúng ta được định tĩnh thì chúng ta mới an trú trong cái niệm viễn ni được, chứ không định tĩnh thì sao mà trú được trong cái niệm viễn ni được. Thế rồi các cái lậu hoặc chúng ta được trừ bỏ rồi, đồ ăn khất thực, thuốc men nó có khó một tí hoặc là nó dễ dàng thì chúng ta phải ở đấy trọn đời để tu tập, đến lúc nào chúng ta thành tựu pháp mới thôi. Đấy là cái yếu nghĩa của bài kinh này. Đấy, các quý đạo hữu thấy đúng không? Thế cho nên ở đây là lời Đức Phật dạy. Mọi khi tâm chiếu hoàn quán chia sẻ với các quý đạo hữu thì tâm chiếu hoàn quán chia sẻ rất rất là tóm gọn của bốn cái ý thôi. Ở đâu không không có pháp và không có ăn thì không chào mà đi, đúng chưa các quý đạo hữu? Không có pháp tức là không thành tựu được pháp cho mình, không có cái phương pháp để cho mình tu tập để thành tựu cho mình, thì chúng ta đối với người thầy là không chào mà đi luôn, thì đúng như bài kinh không? Phải đi ngay trong đêm, ngày hay đêm mà thấy được điều đó là phải đi ngay đấy. Chứ tâm chiếu hoàn quán thì chưa nói đến mức độ này phải không? Ngày hay đêm là phải đi ngay. Thế còn ở đâu mà không có pháp mà có ăn, cũng ngày mới đêm mà biết được điều đó là ở đây không có pháp, không thành tựu cho mình, cũng phải đi luôn, không được ở lại đấy. Thế còn cái thứ ba đó là ở đây có pháp mà chúng ta không có ăn, tức là khất thực nó khó khăn một chút, thì chúng ta cũng phải ở đấy đến thành tựu pháp, không được từ bỏ. Cái thứ tư là ở nơi đó, cái chú xứ đó chúng ta thành tựu được pháp và chúng ta lại có được cái đồ ăn uống một cách dễ dàng phù hợp với người tu, thì chúng ta cũng phải ở đấy đến trọn đời, nhất định không được đi. Thì ở cái phần cuối này thì Đức Phật có nói khẳng định cái phần này đối với người đệ tử này, tâm chiếu hoàn quán đọc cái chỗ này: chư tỳ kheo ấy phải trọn đời theo sát người này, không được bỏ đi, dầu có bị xua đuổi. Chúng ta nhớ cái chữ xua đuổi. Nếu mà chúng ta ở cái khu rừng đấy mà chúng ta lại có được cái người thầy như thế này, tức là chú xứ tu tập mà lại có được cái người thầy giúp cho chúng ta thành tựu như thế này, thì chúng ta bị xua đuổi, đuổi đi chúng ta cũng không đi. Thì cái đuổi đi là gì? Đuổi đi đây là do nghiệp của mình phải nhẫn qua cái chỗ đuổi đi đấy mới chuyển hóa được cái nghiệp của mình, phải không? Đấy, Đức Phật khẳng định cho chúng ta nhé, dù có đuổi đi chúng ta cũng không được đi đâu, mà phải ở đấy là tu, không được từ bỏ. Thì kính thưa các quý đạo hữu, phần trên đấy là tâm chiếu hoàn quán nói về người xuất gia. Thế giờ người tại gia của chúng ta chọn người thầy thì sao? Tức là ở gần người thầy này ấy, thì chúng ta cũng học được những pháp gì? Viễn ni các dục. Tâm chúng ta được định tĩnh, tức là các Phật tử về chùa đấy, hoặc các Phật tử ở xa đấy, chúng ta có thấy chúng ta sách tấn chúng ta tu giới từng chút một, có phải là viễn ni các dục không? Phải không? Thế còn nếu khi chúng ta được ở chùa chúng ta tu, thì hàng ngày chúng ta tu, chúng ta có được nhìn vào tâm để sám hối tâm niệm không? Thì tâm chúng ta có phải được định tĩnh dần không? Phải được đoạn trừ các dục dần không? Và chúng ta tu, chúng ta đang tu nghe học pháp để cho chúng ta hoàn toàn tu vào tứ diệu đế không? Phải không? Thế thì Phật tử ở đạo tràng chúng ta cũng thế. Đạo tràng là chú xứ cho chúng ta.
là có cả những người để cho chúng ta nương tựa để tu tập nữa. Thế thì những người nương tựa của Phật tử chúng ta là ai? Sư phụ, chư tăng, câu lạc bộ, ban cán sự đạo tràng của chúng ta, phải không? Thế thì đạo tràng là chú xứ, là con người. Câu lạc bộ cũng là chú xứ chúng ta hướng về chúng ta tu là con người. Chùa là chú xứ, con người là sư phụ và chư tăng. Hay chúng ta thử xem chúng ta có được đầy đủ những cái pháp hay không? Phải không? Được viễn ly, tâm được định tĩnh. Nhất là bao giờ các quý đạo hữu đi xuất gia nữa thì càng tốt, phải không? Nhưng mà chúng ta tại gia chúng ta cũng được tăng thượng tâm dần dần. Thì tâm chúng ta có phải an định dần không? Phải không? Và chúng ta hoàn toàn thực hành có chánh kiến. Phải không? Luôn luôn quán khổ, luôn luôn tìm ra nguyên nhân của khổ để sửa chữa ngay cái tâm gì? Cái tâm của mình. Và cái ngoại cảnh nó theo theo cái tâm này chúng ta phải ứng xử theo ngoại cảnh, theo đúng sự thật của cái ngoại cảnh. Phải không? Đối với cõi người chúng ta phải ứng xử thế nào? Đối với cõi tâm linh chúng ta phải ứng xử thế nào? Phải không? Đó, cho nên chúng ta hàng ngày chúng ta được tô bồi những cái điều mà Đức Phật đã nói trong kinh. Phải không? Đúng như vậy. À, thế thì trong chương trình tu tập này thì ngày hôm nay chúng ta tu đến bài kinh số 2. Bài của ngày hôm trước đó là cách hỏi khi chọn pháp môn tu của Bậc Bồ Tát. Và hôm nay thì đến là Đức Phật dạy chọn chú xứ và chọn thầy để tu học. Thế là hai cái nó rất là tuần tự. Các quý đạo hữu ạ. Bây giờ Tâm Chiếu Hoằng Quán xin đọc cái đề mục quán để chúng ta trả lời, chứ không phải là phần quán tưởng như những cái chương trình tu thiền quán khác, bởi vì chúng ta cần phải nhanh và chúng ta lại còn phải vào chương trình thực tập thiền nữa, cho nên chúng ta sẽ không đủ thời gian. Ở đây gọi là chỉ gọi là tập thôi, còn nếu ai muốn tu sâu hơn thì chúng ta phải tu vào cái thời gian sau nhé, vì chúng ta có thời gian tu có 7 ngày thôi, nó quá ít cho chúng ta, cái khối lượng cần phải thực hành nó nhiều quá. Thì cái đề mục Tâm Chiếu Hoằng Quán vẫn cứ đọc cả cho những cái trường hợp xuất gia, là bởi vì sau này nếu chúng ta có thời gian chúng ta sẽ quán vào đấy để chúng ta hoan hỷ trước, phải không? Thế và tiếp sau đây thì các quý đạo hữu hãy ngồi kiết già hoặc là ngồi bán già là tùy nhé. Thế và màn hình sẽ để trống 1 phút, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục buổi tu tập. Kính thưa các quý đạo hữu, bây giờ chúng ta vào phần tu tiếp theo, đó là phần thiền quán và phần thực tập thiền hành. Bắt đầu vào thì Tâm Chiếu Hoằng Quán sẽ đánh 3 tiếng chuông. 3 tiếng chuông để cho quý đạo hữu chúng ta lắng tâm. Xong sau đó Tâm Chiếu Hoằng Quán sẽ đọc từng đề mục quán và các quý đạo hữu chúng ta theo đề mục quán đó quán chiếu và sẽ trả lời theo đề mục.
Sau đây là đề mục quán. Về người xuất gia, chùa và rừng có thể thực hành an trú được trong niệm viễn ni để tăng thượng lên thành niệm xuất ni, niệm đoạn diệt không? Về người tại gia thì chùa có phải là nơi cho mình về tu để thực hành được các niệm, để viễn ni, đoạn trừ được các pháp bất thiện không? Về người xuất gia thì chùa và rừng đang tu có vừa đủ để tâm được định tĩnh, thực hành thiền định không? Còn Phật tử tại gia, về chùa tu tập có được thực hành các pháp khiến tâm được an ổn, dễ dàng quán chiếu tâm hơn không? Người xuất gia thì chùa và rừng có giúp cho mình đoạn trừ được lậu hoặc không? Người tại gia về chùa tu học và pháp môn mình đang tu học có giúp cho mình giảm trừ dần được tham ái không? Phần thứ hai thuộc về thân cận bậc thầy, thân cận người đấy, bậc thầy dẫn đường cho mình. Người xuất gia về thầy bổn sư, thầy giáo thọ, ở gần vị thầy này có được thực hành các niệm để viễn ni các dục không? Người tại gia, sư phụ, chư tăng, câu lạc bộ, ban cán sự đạo tràng có giúp cho mình thực hành được các pháp khiến chuyển hóa tâm, đoạn trừ được tâm qua những lời nói, ý nghĩ, việc làm bất thiện không?
Người xuất gia, lời dạy của thầy Bổn Sư, thầy Giáo Thọ có thể hiểu và thực hành có phù hợp để đưa đến định tâm không? Người tại gia, pháp mà sư phụ giảng, chư tăng hướng dẫn, câu lạc bộ hướng dẫn có phù hợp với đời sống của mình không? Có dễ hiểu, dễ thực hành không? Có đem đến lợi ích, giác ngộ và giải thoát trong tâm, trong nghiệp của mình không? Người xuất gia, thầy Bổn Sư, thầy Giáo Thọ của mình có giúp cho mình giác ngộ và thực hành được tứ diệu đế, nhận biết khổ, nguyên nhân của khổ và các phương pháp tu tập để loại trừ tâm cấu uế không? Người tại gia có được tăng trưởng chánh tri kiến không? Trong quá trình tu học, đã nhận biết được khổ của mình không? Có nhận biết được nguyên nhân dẫn đến khổ của mình không? Và đã biết thực hành, chuyển hóa tâm để chuyển hóa nghiệp khổ không? Vì thời gian buổi tu của chúng ta ngắn, cho nên chúng ta chỉ thiền quán được bằng cách trả lời các câu hỏi rất là nhanh thôi. Thế thời gian tiếp sau đây là chúng ta sẽ tập hành thiền tỉnh thức, an trú trong thiện pháp. Bây giờ Thương Chú Hoàn Quán sẽ đứng lên, các quý đạo hữu cũng đứng lên và chúng ta bắt đầu thực tập. Kính thưa các quý đạo hữu, trong phần hành thiền này thì chúng ta cũng làm cho tâm chúng ta được thanh tịnh trước khi chúng ta bước vào các phần thiền hành tiếp theo. Thì chúng ta bắt đầu tập những cái oai nghi về những cái tâm biết ơn, rồi về cái việc chúng ta thực hành những lời chào. Ví dụ như là chúng ta chào là con chào mẹ ạ. Tức là chúng ta cúi đầu xuống một chút. Ví dụ chúng ta đối diện, chúng ta nhìn thấy mẹ chúng ta bảo con chào mẹ ạ. Đó, hoặc là em chào chị, đấy, hoặc là
những cái lời chào mà mang tính chất mà đối diện, còn ví dụ như lời chào như này đi đâu đấy thì lại không nhá, các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Đấy, hoặc là những cái tâm mà chúng ta cần sử dụng đấy, sự biết ơn chúng ta cũng phải phải dùng cái dùng cái hành động trên thân. Dạ cảm ơn ạ, đấy, cảm ơn bác, cảm ơn chị, cảm ơn cháu nhé, đấy, để cho chúng ta trong tâm lẫn ở ngoài thân nó chuyên nhất, thì người đối diện người ta sẽ cảm nhận được cái tâm của mình. Thế ví dụ như thế này nhé, cảm ơn nhé, thế à, cảm ơn nhé, thì người ta sẽ không cảm nhận được cái tâm của mình, đôi khi cái tâm của người ta bị phản ứng ngược lại, phải không? Giữa tâm và thân chúng ta nó phải liên thông với nhau, nó phải nhất như, trong ngoài phải như như nhau. Tâm ý chúng ta cảm ơn là cảm ơn thật, chúng ta thấy mình mang ơn người khác thật, dạ cảm ơn nhé, cảm ơn con nhé, đó. Thế chứ không phải chúng ta là người lớn thì chúng ta thấy trẻ con cảm ơn con nhé, đấy, thì nó cũng làm cho người khác không cảm nhận được cái tâm của mình, phải không? Thế hoặc là một cái lời cảm ơn gì đó mà nó không thật tâm, dù chúng ta có cúi là cảm ơn hay những cái tâm chúng ta hời hợt, người ta cũng sẽ cảm nhận được, phải không? Thế cho nên tâm và hành động chúng ta phải làm sao, chúng ta phải tập để cho nó được chuyên nhất. Thế và bây giờ chuyển sang phần tiếp theo, đó là chúng ta thấy chư tăng đấy, tâm chuyên quán thấy các quý đạo hữu cũng có những cái lời chia sẻ là làm sao thấy chư tăng đi rất là nhẹ nhàng thanh thoát, là bởi vì các thầy phải tập tỉnh thức rất nhiều, tỉnh thức từng bước chân một, tức là như là mọi năm chúng ta còn có thời gian tu ở trên núi thì chúng ta cũng được rèn luyện 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Thế còn khi mà chúng ta về nhà chúng ta không có thời gian thì chúng ta sẽ không rèn luyện nữa. Thế nhưng đó mới là tỉnh thức trên bước chân, còn chúng ta phải tỉnh thức trên tất cả các hành động của chúng ta, từng cử chỉ hành động chúng ta đều phải tỉnh thức, kể cả mắt nhìn chúng ta cũng phải tỉnh thức. Hay thì cái người tại gia của chúng ta tỉnh thức được nhiều hơn, chứ còn tỉnh giác thì sẽ được ít hơn, bởi vì tỉnh giác phải trong cái sự quán chiếu là đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là dục, đây là tham dục, đây là sân, rất là nhiều. Chúng ta phải theo dõi tâm chúng ta từng chút một và cộng với cái hành động ở trên thân nữa cho nó phù hợp với lại cái tâm, thì chúng ta mới có thể đạt được cái sự tỉnh giác để đoạn các cái dục. Thế giờ này tâm chiếu quán cũng xin nữa ôn lại cùng với các quý đạo hữu về cái bước chân. Khi chúng ta tập tỉnh thức trên bước chân thì khi chúng ta đi hay chúng ta chạy hay chúng ta có việc, nhưng mà tâm chúng ta nó cũng không bị nhao ra ngoài. Nhờ tâm không nhao ra ngoài cho nên cái sự chú tâm của chúng ta cao, chú tâm cao cho nên là chúng ta sẽ phân tích được nhiều và quan sát được nhiều hơn, và chúng ta vẫn không rời những cái bước chân của chúng ta. Tâm chiếu hoàn quán sẽ đi lại, chúng ta chỉ đi những cái bước chân đi bình thường thôi, chứ không phải là ở những cái bước chân mà tỉnh thức từng ni từng tí một như người xuất gia, vì chúng ta không thể làm được điều đó. Thế và tâm chiếu hoàn quán cùng với các quý đạo hữu chúng ta thực tập, nhưng các quý đạo hữu thì nhìn tâm chiếu hoàn quán có thể chấm dứt cái livestream này thì chúng ta có thể tự thực tập nhé. Để ở đây là chúng ta sẽ đứng sang một bên như thế này. Khi chúng ta chuẩn bị đi thiền hành thì chúng ta đứng thoải mái, cho cơ thể của chúng ta thoải mái. Và lúc đó nếu như mà tâm chúng ta đang có vấn đề gì thì chúng ta thanh lý đi, chúng ta không để tâm chúng ta vướng mắc khi chúng ta bắt đầu vào buổi thiền hành. Thế và chúng ta bắt đầu bước chân đi. Thì khi bước chân đi thì chúng ta lên đi những bước đi bằng nhau, tức là cái độ độ dài của bước chân chúng ta lên để cho nó bằng nhau. Thế để muốn chúng ta muốn bằng nhau được thì chúng ta sẽ bước bước chân thật là chậm thôi. Chúng ta bước bước chân lên như thế này và chúng ta đưa nó lên như thế này. Và chúng ta co nó lên như thế này, chúng ta lại để xuống rồi chúng ta lại bước bước tiếp. Thì khi như thế rồi thì trong cái thức này nó sẽ quan sát được từng bước chân của chúng ta, và chúng ta chuyển động một cách rất là từ từ thôi thì chúng ta có cái độ chú tâm rất là cao. Đây, chúng ta đi như này. Cứ đây chân này làm trụ, chân phải bước thì chúng ta đặt chân xuống rồi chúng ta biết đặt chân, chúng ta hạ cái gót chân xuống thì chúng ta biết hạ, xong sau đó chúng ta mới đẩy người lên lại sang bước chân bên này. Đó, chúng ta lại nhấc bước chân lên rồi chúng ta lại để mũi chân xuống, xong rồi chúng ta lại đặt gót chân xuống.
Xong rồi chúng ta mới bắt đầu nhấc cái gót chân của bên phải lên. Khi nào chúng ta đứng trụ được cái chân này rồi, thì chúng ta bắt đầu mới nhấc mũi chân lên. Chúng ta mới đưa chân về phía trước rồi chúng ta lại đặt xuống nhẹ nhàng. Rồi chúng ta đứng lại thì chúng ta giữ ở tư thế thăng bằng. Kính thưa các quý đạo hữu, chúng ta tập những bước chân tỉnh thức như thế này thì có lợi ích gì? Khi tâm chúng ta chuyên chú vào cái bước chân thì chúng ta sẽ những cái phiền não của chúng ta, nếu trong hiện tại cái phiền não đang làm cho chúng ta rối loạn trong tâm và mệt mỏi trên thân, thì vài bước chân tỉnh thức của chúng ta sẽ khiến cho chúng ta xa rời cái sự phiền não kia, xa rời tất cả mọi suy nghĩ kia và làm cho chúng ta khỏe mạnh. Và chính nhờ cái năng lực mà chúng ta hoàn toàn buông xả, chỉ chú tâm vào bước chân thôi, chúng ta sẽ được sáng suốt. Tí nữa chúng ta trở lại công việc thì cái trí quán của chúng ta nó sẽ được tốt hơn, những cái phiền não của chúng ta nó sẽ bớt đi hơn. Nếu như chúng ta chịu khó thực tập thì chúng ta có thể thể áp dụng nó ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khiến cho chúng ta có những cái hành xử rất là dễ chịu. Bởi vì khi chúng ta có phiền não lên thì chúng ta chỉ cần đi kinh hành mấy bước thôi thì cái phiền não đó chúng ta cũng đẩy được nó ra. Đấy, chúng ta cũng đẩy nó ra bằng cái tuần tự tư duy về cái khổ của mình đang mang, cái sự trói buộc của mình đang mang và cái tâm muốn từ bỏ nó và phát hiện ra cái tâm của mình. Sau khi phát hiện ra cái tâm của mình và chúng ta xác định là chúng ta muốn buông xả cái cảm giác hiện tại, khi chúng ta có đầy đủ tư tưởng như thế rồi, đầy đủ cái ý như thế rồi, thì bắt đầu chúng ta đứng, chúng ta có những cái bước chân thiền hành. Đấy, và thiền hành như vậy, trong tỉnh thức như vậy thì chúng ta có được sự tỉnh giác, đó là biết khổ, biết nguyên nhân của khổ và bắt đầu thực hành buông xả những cái khổ đó. Và chúng ta có thể là trước khi chúng ta thiền hành chúng ta rất là phiền não, chúng ta rất là chấp trước, nhưng sau cái quá trình chúng ta thiền hành một lúc như thế thì tâm chúng ta sẽ buông xả được, chúng ta sẽ dễ yêu thương, dễ tha thứ và chúng ta biết cách hành xử. Nếu việc đó nó có lớn đi chăng nữa thì chúng ta hành xử nó cũng dễ dàng hơn, vì chúng ta không mệt cũng đã làm cho chúng ta hoan hỉ rồi, phải không? Đấy, chúng ta không mệt thì chúng ta cũng đã hoan hỉ và cái không mệt đã làm cho chúng ta ứng xử nó khác rồi. Và bây giờ chúng ta vào cái phần tiếp theo, đó là phần chúng ta tập thực hành thật là tỉnh thức cao hơn, để cho chúng ta chú tâm, càng chú tâm cao bao nhiêu thì cái việc đoạn trừ phiền não của chúng ta càng nhanh bấy nhiêu. Nếu chúng ta tập trung vào để chúng ta thực hành thì cái sự tập trung thực hành này thì làm cho chúng ta có được cái năng lực của chú tâm, và khi chúng ta chỉ gặp những cái chuyện phiền não gì hay mệt mỏi gì, chúng ta chỉ quay lại cái chú tâm một cái thì lập tức chúng ta sẽ buông được hết cái phiền não đang trói buộc chúng ta. Thế và ở đây thì tâm chiếu hoàn quán cũng là được học và cũng thực hành, nhưng mà vì thời gian ít cho nên là chính cái này thì tâm chiếu hoàn quán cũng không thực hành được nhiều, nhưng nó rất là lợi ích các quý đạo hữu ạ. Thì chúng ta sẽ sắp ra một bát nước đầy như là lúc đầu vào chương trình đã hướng dẫn cho chúng ta là hôm nay đi tu chúng ta phải có một bát nước đầy để ở bên cạnh chúng ta, để cho sau khi chúng ta nghe pháp xong rồi chúng ta sẽ thực hành thiền bằng chính cái bát nước này nhé, để cho chúng ta có chú tâm. Thì ở đây là một bát nước, thì khi chúng ta bắt đầu bưng lên và chúng ta đi cũng bằng những bước chân thiền hành như vậy, chúng ta sẽ kết hợp với cả hai và như thế thì chúng ta sẽ chú tâm hoàn toàn vào các cái hành động của chúng ta để cho chúng ta có được cái năng lực chú tâm cao hơn. Tâm trí hoàn quán xin bê bát nước lên.
Mắt nước này cũng rất là đầy, đầy đến miệng, gần miệng đấy ạ. Thế và chúng ta sẽ đặt nó ở trên một cái lòng bàn tay của chúng ta. Khi chúng ta thực tập như thế này thì chúng ta sẽ khống chế được và tiêu trừ được những cái hành động bất thiện ở trên thân. Cái hành động bất thiện ở trên thân của chúng ta sẽ được giảm trừ đi rất là nhiều và nó giúp chúng ta quay vào bên trong tâm mình nhanh hơn. Khi chúng ta thực hành cái chú tâm này cộng với lại giác ngộ nhé. Thế còn những người ở ngoài đời thì người ta có thể thực hành cái chú tâm này bằng cách người ta bắn súng giỏi rồi chém chính xác, đúng không? Cũng chú tâm nhưng mà cộng với lại tham dục, thành ra là trở thành việc ác. Còn chúng ta chú tâm để đoạn trừ tham dục thì nó sẽ có kết quả tốt hơn trên trong việc tu tập của chúng ta. Và tâm chiếu hoàn quán cũng bắt đầu xoay người, bắt đầu bước những bước chân nha. Mắt chúng ta thì nên để vào cái bát nước này ạ. Thì chúng ta sẽ tập trung vào bát nước và trong cái quan sát của chúng ta thì chúng ta vẫn có theo dõi những bước chân của chúng ta. Thì lúc này chúng ta đã gom được tâm rồi. Chúng ta đã có cảm giác ở trên thân và chúng ta cũng có theo dõi cái bát nước này bằng cái cảm giác của chúng ta được rồi. Chúng ta cũng không cần phải nhìn chăm chăm vào bát nước nữa. Chúng ta cứ thế chúng ta thiền hành và chúng ta thấy rằng tâm chúng ta nó không sinh khởi cái gì ngoài cái sự chú tâm của chúng ta. Lúc nào mà tâm chúng ta nó bị vọng tưởng sinh khởi thì chúng ta sẽ quay trở lại nhìn vào bát nước và quan sát thật kỹ những bước chân của chúng ta. Chúng ta cứ để cái thức của chúng ta nó cứ theo dõi theo lúc thì bước chân, lúc thì bát nước một cách tự nhiên. Chúng ta cứ thế chúng ta đi thiền hành và chúng ta thấy chúng ta không có phiền não. Hoàn toàn chúng ta đặt ở trong sự chú tâm. Và chúng ta muốn gom cái sự chú tâm cao nữa thì chúng ta sẽ đặt cái bát nước này lên trên đầu để chúng ta có cái sự chú tâm thật là cao ạ. Còn là có những lúc mà bước chân của chúng ta nó chúng ta chưa đi thuần thục thì nó cũng đổ cái bát nước xuống đấy.
Và cái lúc này chú tâm của chúng ta rất cao, tâm của chúng ta đã đặt ở trên cái mặt của bát nước rồi. Và chúng ta phải rất là theo dõi rất là kỹ từng cái sự chuyển động của cơ thể, từng cái lực của cơ thể. Chúng ta có được cái sự chú tâm này. Chúng ta giữ được cái thăng bằng. Thế chúng ta tập chú tâm, tập quay tâm vào trong, không phóng dật ra ngoài. Để sau này mỗi khi chúng ta làm việc gì, thì dù bên ngoài có động đến bao nhiêu thì động, nhưng mà chúng ta khi đã chú tâm vào làm việc gì, chúng ta sẽ không bị những cái cảnh bên ngoài nó chi phối chúng ta. Với những người mà tham dục thì họ dùng cái chú tâm này vào để họ tham dục, còn với chúng ta thì để đoạn dục, đoạn phiền não. Và cái này nó cũng giúp cho những người ví dụ làm kinh doanh hay là tính toán hay cái gì đó cũng có được một cái sự chú tâm cao để giúp cho họ có được cái thành công. Các Phật tử nào mà chúng ta có tuổi rồi, chúng ta đi không vững thì chúng ta có thể là chỉ đặt một cái quyển sách hay là một cái gì đó ở trên đầu chúng ta thôi, chúng ta đừng đặt bát nước nhé. Và chúng ta đi để chúng ta có cái độ chú tâm cao từ ở trên đầu xuống dưới chân để chúng ta biết thu thúc cái tâm để cho nó quay vào bên trong thôi. Trong bài kinh mà chúng ta học về cái khổ hạnh ấy, thì Đức Phật bảo là cái gì mà giúp cho chúng ta tâm chưa được an trú, tâm chưa được định tĩnh thì chúng ta nên làm. Thế cho nên cái gì mà thực hành mà đưa đến cho chúng ta được lợi ích, giải thoát tâm thì chúng ta sẽ làm. Đây là phương tiện các quý đạo hữu ạ. Chúng ta vẫn theo dõi được cả chân, theo dõi được cả mặt nước ở trên phía trên ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt cái bát nước này xuống bằng cái sự chú tâm. Lúc này chúng ta phải chú ý để cho người chúng ta nó cân. Nếu chúng ta đưa hai tay lên mà nó không cân thì chúng ta sẽ không nhấc được bát nước ra, và chúng ta nhớ là nhấc bát nước lên cho nó thẳng lên ạ. Và khi lấy thấy bát nước nó thẳng lên rồi, nó ở một cái vị trí nào đó chúng ta cảm giác cái nước nó không sóng sánh nữa, thì bắt đầu chúng ta mới đưa thẳng ra phía trước ạ.
Đến đây thì chúng bắt đầu chúng ta mới hạ thẳng nó xuống theo cái thế vuông góc á. Chúng ta chỉ cần lệch tay đi một chút là nó sẽ đổ ra ngoài. Một phần chú tâm nữa chúng ta cần học đó là cách để đồ vật. Đấy, ví dụ chúng ta để đồ vật như thế này là không có chú tâm này. Như thế là không được. Hay trong lúc chúng ta học ấy thì chúng ta phải học là tại vì cái học này nó khiến cho chúng ta thấy được cái lực ở tay. Tức là cái lực ở tay chúng ta nó rất là lớn khi chúng ta đặt này, chúng ta đặt và để đến cái vị trí cuối cùng này thì chúng ta phải đặt thật là nhẹ. Thật là nhẹ làm sao nó tránh được cái tiếng kêu nhiều nhất. Đó. Chúng ta phải đạt như thế. Và chúng ta cứ thế chúng ta bắt đầu học. Chúng ta mới cho nước vào trong cái đĩa. Rồi chúng ta cũng đặt xuống. Chúng ta càng đong đầy được thì chúng ta càng tốt. Đó. Và chúng ta có thể để lên những cái bề mặt mà nó có thể kêu rất là to để chúng ta bắt đầu chúng ta tập. Thì đến một lúc nào đó chúng ta tập thuần thục thì khi cái đồ vật của chúng ta nó bắt đầu tiếp xúc đến sàn thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái cảm giác, chúng ta có được một cái năng lực thấy biết ở ngay trong cái tay của chúng ta. Đó, tức là nó có một cái sự cảm ứng rất là kỳ diệu. Thế và chính chúng ta có những cái việc mà chúng ta tập như thế này thì cái hành động của chúng ta sẽ trở nên từ bi hơn, yêu thương hơn. Thấy không? Đấy, sẽ giúp chúng ta có được một cái năng lực bảo hộ cho thân chúng ta không làm việc ác. Cái điều này rất là lợi ích các quý đạo hữu ạ. Đó, hãy kính thưa các quý đạo hữu, hôm nay Tâm Chiếu Hoàn Quán đã chia sẻ với các quý đạo hữu để chúng ta có được những cái sự thuần thục, chú tâm, quay tâm vào bên trong, tâm không bị phóng dật ra ngoài. Thế và hàng cư sĩ Phật tử của chúng ta chỉ học được tới mức độ một mức độ nào đó tỉnh giác cao hơn thôi, còn đoạn được những cái dục ở trong tâm chúng ta là chúng ta phải kết hợp rất là nhiều phương pháp tu tập để chúng ta có thể mới thấy được tâm của chúng ta, thấy được tưởng của chúng ta, thấy được cái sự vận hành của cái thức của chúng ta nó còn rất là sâu ở phía trong. Nhưng cái sự thực hành như thế này, nếu chúng ta chăm chỉ thực hành, chúng ta cũng đạt được rất là nhiều cái sự an lạc. Nếu như chúng ta không thực hành thì không giờ có được nhé. Và kính thưa các quý đạo hữu, khi nào chúng ta xuất gia thì sẽ được sư phụ Chư Tăng dạy cho chúng ta nhiều hơn. Thế còn đáng ra ấy, thì sư phụ cũng mở lớp dạy cho Phật tử, nhưng mà vì Phật tử cũng chưa được cái tâm chuyên nhất tu nhiều. Thế sau khi mà câu lạc bộ của chúng ta có phần tiến bộ rồi thì lại mắc vào dịch Covid. Thành ra cũng không, Phật tử chúng ta cũng chưa được cái sư phụ mới Chư Tăng dạy. Hay nhưng mà do chúng ta có cái thời khóa tu tập để kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, cho nên sư phụ cho Tâm Chiếu Hoàn Quán hướng dẫn trước cho các quý đạo hữu, để cho những ai đã đang tu rồi thì chúng ta còn bước tiếp lên một chút, chứ không thể nào mà suốt ngày chỉ học một bài lớp một thôi, phải không? Cho nên chúng ta càng tu được thời gian lâu thì chúng ta càng được học nhiều hơn, và cái bài học này là cái bài học đưa đến cái kết quả rất là tốt cho những ai thực hành. Thì sau khi mà chúng ta kết thúc chương trình rồi thì chúng ta cứ tùy duyên chúng ta thực hành ở nhà, và nhất là cái ngày tu ngày mùng 8 chúng ta mà hết dịch, chúng ta được tu theo nhóm, tu theo đạo tràng, hay chúng ta được về chùa thì chắc chắn là sư phụ sẽ cho chúng ta vào những cái thời khóa thiền hành nhiều hơn nhé. Hãy kính chúc các quý đạo hữu tinh tấn và đạt được niềm vui trong tu tập, giảm trừ được tâm phiền não, biết ứng dụng Phật pháp đem đến trong cuộc sống tại gia của mình được nhiều lợi ích hơn, cũng là một cái gốc để sau này chúng ta có duyên chúng ta xuất gia thì chúng ta thực hành được pháp một cách dễ hơn, dễ thâm nhập hơn và đạt được cái sự hoan hỷ nhanh hơn. Giờ này thỉnh các quý đại hữu chúng ta chắp tay hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.